Ồ, đường sắt này. Ồ, đường ngõ gì thì không sao mà không khổ. Ô. Ừ. Chứ bà không có ngõ vô đấy à? Cái ngõ bà đi hàng mỗi ngày đây. Ừ. Cháu ở đây biết đường thì cháu đi cái đường này cũng nó như thế này. Để tắt cô. Hai là anh. Anh ạ. Vâng. Đây là cô Minh và cô Nguyên, hai cô Thư và cô Nguyên của quận Bá Chợ huyện về hôm nay thăm bà, phát chút quà cho bà. Xã thì bà biết hết rồi đúng không? Xã thôn ạ. Bà ở Minh à? Vâng. Từ lâu chưa? Từ lâu rồi. Chứ ở một mình thì có buồn không? Buồn thì không buồn. Buồn chứ nha. Nhưng mà ở đây nó cũng quen đi nha. Quen đi. Cha đây cũng ở một mình. Không vợ không con. Các sơ đây cũng ở một mình. Không chồng không con. Đi tu nhá. Vâng. Thích ăn lúc nào thì ăn, thích ngủ lúc nào ngủ, chả ảnh hưởng gì đến ai cả. Ăn cơm chưa? Nấu cơm ăn chưa? Ăn rồi, ăn thương. Mới ăn xong. Rồi, thì năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay sáu sáu tám. Sáu tám rồi. Vâng. Sáu tám. Rồi, chị Thư. Vâng. Chị ơi. Dạ. Hôm nay là chúng em ở huyện này. Vâng. Rồi có linh mục, rồi có các quý sơ là về thăm chị này. Vâng. Vâng. Rất là mong chị là sống một mình nhưng mà sống khỏe này. Vâng. Nhà sống vui này. Vâng. Chị có tâm sự gì không? Không. em thấy cái ngõ đi vào là rất là khó khăn, ví dụ mỗi lần mưa xuống là nó ngập lên này. Vâng. Mà cứ lội như thế này mà rồi lại yếu mỗi lần là ngập vô chân thôi. Ô, ngập vô cả sân đây. Bà có đi ra ngoài, có đi khỏi ngõ bao giờ chưa? Không. Không đi ra cứ ở trong đây à? Rồi nấu nướng ăn uống thì như thế nào? Vâng. Bà đi một bước rồi ba bước. Nhanh lắm, đi nhanh lắm. Vâng, nhưng mà bà thử đi ra đây cho coi nào. Đi một chút ra đây có tùng gậy. Cái tùng gậy. Cái gậy của bà đâu rồi? Vậy cái gậy của bà đó. Vâng, bà thử đi ra đây coi. Có một kiểu đi rất đặc biệt nhá. Nhìn ngang lắm. Mà ngõ thì như thế này. Nắm tay với mấy đà đi đó. Bằng lòng với tất cả những gì mà mình đã có. Vâng. Không, nhưng mà chỉ cần xã chứng nhận cho là được thôi. Vâng, xã chứng nhận là chủ quyền của bà. Không tranh chấp gì. Vâng. 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 Ít nhất cũng phải trắng tráng một chút như này vừa đủ đường xung quanh đi. Xung quanh đây thì bà có anh có em. Bà cũng lên được quán nhưng mà đi hơi lâu. Bà đi như vậy thì... bà cứ tiến hai bước, bà lùi hai bước là được rồi. Vâng. Rồi bắt tay bà cái nha. Đây. Rồi đến tận nơi bắt tay bà cái. Đi là người mẫu đấy, kiểu này đúng kiểu người mẫu. Rồi bắt tay bà nha. Rồi bắt tay bà nha. Rồi nhưng mà phải khen bà đúng là rất là sạch. Nơi này đó không có một tí bụi nào đó. Trong nhà ngoài sân là sạch sẽ lắm. Vâng.
bà đừng tin ý chứ. Ủa nhà đi cháu của gì đấy, vâng, để coi cái nhà của bà coi, tham quan nhà bà chứ. Ồ, ôi chọn cái nhà đây thì đúng là nó sập này, nó giọt đây này, cái nhìn thấy cũng vậy cả. Thôi làm bằng tôn cũng được đúng không? Làm bằng tôn và rộng ra và đúng có rồi. Một cái nhà vệ sinh nhé, vâng. Kín. Vâng. Không, nhưng mà phải công nhận là bà rất là gọn gàng, ngăn nắp nha. Đấy. Đấy. Điện hẳn thôi. Thế là nhà trên, còn đây là bếp của bà đây này. Đấy. Bếp hẳn thôi. Bếp này cuối này. Có tặng em cái này được không? Đấy, rồi chú bác đó. Chú bác đó. Bác lấy quà đây mình đi. Em có cái này. Rồi. Rồi. Đi đi đi. Rồi. Rồi. Để bà dựa vô cái cột không có là đấy nhá. Chắc cột chắc đó. Rồi hôm nay về thăm bà nhá, rồi có chút quà cho bà đây này. Đó. À, cất gậy cho bà. Rồi chị Thúy cầm cho bà, Thúy cầm cho bà. Đây nữa này, đây nữa này. Mắm miến nhá. Đấy. Mình sẽ con gửi bà này. Rồi đây bà ơi, có công gì đây này. Trong đây là có công tiền này. 1 triệu này. Nha. Có 1 chút đây nữa này. Đấy. Không được con không được. Thì không ạ, được ạ. Bà có vui không? Vui. Vui. Rồi. Rồi bà nói vài lời nào. Cảm ơn như nào? Cảm ơn các chú. Vâng. Ba chú. Cảm ơn các chú. Vâng. Rồi chúc cho bà luôn khỏe nhá. Vâng. Khỏe mạnh rồi được nhiều người thương mến. Vâng. Nhất là có những người thương rồi họ giúp cho bà có một cái nhà cho nó vâng. nó vững chắc hơn. Vâng. Cái mái ngói của bà thì nó cũng nặng với thời gian á thì nó cũng nặng nề rồi nó cũng có thể nó sập xuống bất cứ lúc nào, cho nên là bây giờ cần một cái nhà mới có cái mái tôn mà không phải là cái tôn này đâu, tôn là tôn xốp á, tôn chống nóng á, thì cái mùa hè này thì bà mới chịu được, còn nếu mà không có tôn xốp thì là nó nóng lắm không chịu được nhá. Nóng à, trong nhà nóng quá phải ra gốc bưởi để ngồi đó nhá. Rồi, vâng. phải dịch để cho những người khác người ta hiểu. Rồi. Rồi chúc các bà khỏe, bà khỏe nhá. Vâng, cảm ơn bà. Cầm cái này đi. Cho tiền vào trong nha. Cảm ơn trưởng thôn nhé, lui tới đây giúp cho bà nhé. Cảm ơn cái ban ngành có thể quý đức lục đi. Vâng, vâng. Chúc chị sức khỏe nhé. Hẹn gặp, hẹn có dịp gặp lại chị nhé. Nhớ để phải thành bưởi cho bọn em đấy nhá. Vâng, là bưởi chín đấy. Bưởi chín đấy, để dành cho bọn em ít nhá. Được, thưa quý vị, sống một thân một mình. Ở đây. Đây là cái tiếng quê đây. Đừng lõ vào chứ có. Vâng. Ồ, đây là đi cũng tạm một cái đường này ra. Đi cả hai. Một nhà hai ngõ đấy. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh
để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.